trọng giới thiệu bộ thiết bị đồ chơi tự làm phát triển trí tuệ cho trẻ trong trường mầm non. Tên bộ đồ dùng đồ chơi tự làm, những ngôi nhà bí ẩn. Tên tác giả, tập thể cán bộ giáo viên trường mầm non Bạch Long, trường mầm non Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, thực hiện. Như chúng ta đã biết, hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non là hoạt động chủ đạo. Trẻ không qua chơi mà học, học mà chơi. Chính vì thế, bộ đồ dùng đồ chơi đối với trẻ hết sức quan trọng cho trường mầm non. Hưởng ứng hội thi tự làm thiết bị đồ dùng đồ chơi phát triển trí tuệ cho trẻ trong trường mầm non năm học 2016-2017, với sự sáng tạo, với đôi bàn tay khéo léo và sự tâm huyết của tập thể hội đồng sư phạm trường mầm non Bạch Long, trường mầm non Gia Thịnh đã nghiên cứu dựa trên đặc điểm phát triển tâm lý, đặc điểm phát triển nhận thức và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non, đã thiết kế nên bộ thiết bị những ngôi nhà bí ẩn để tạo nên một sân chơi bổ ích, gây hứng thú cho trẻ. Thông qua bộ đồ chơi này đã giúp cho trẻ phát triển kỹ năng thao tác về tư duy như khả năng nhận biết phân biệt, khả năng ghi nhớ, suy luận, phán đoán, khả năng phân tích so sánh, tổng hợp khái quát hóa, khả năng nghe hiểu và biểu đạt ngôn ngữ mạch lạc, và một số kỹ năng về toán học như kỹ năng đếm số lượng và tính toán, cách sắp xếp với các đối tượng. Thông qua hoạt động khám phá trải nghiệm thao tác thực hành với nội dung chơi, các đối tượng chơi và với nhiều màu sắc hấp dẫn, đa dạng phong phú, góp phần phát triển trí tuệ cũng như các mặt đức, trí, thể, mỹ cho trẻ. Nguyên liệu để làm nên sản phẩm những ngôi nhà bí ẩn phần lớn được sử dụng từ nguồn nguyên liệu phế thải có sẵn trong cuộc sống sinh hoạt, các đồ dùng đồ chơi đã cũ không sử dụng như tấm xốp dạ, vải vụn, vải dạ xốp, tấm nhựa mềm, ống nhựa cũ, bìa cắt tông, gai dính, keo nến và một số đồ dùng sẵn có trong nhóm lớp như giá phơi khăn, sa bàn quay, được các cô giáo khéo léo cắt tỉa, sáng tạo và cải tiến để tạo nên bộ sản phẩm đa năng, đảm bảo độ bền đẹp, an toàn, tiện lợi, dễ sử dụng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non và kích thích được trí tò mò, ham hiểu biết, thích tìm hiểu khám phá, nhằm phát triển các kỹ năng về trí tuệ cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi, đáp ứng với nhu cầu học tập và vui chơi của trẻ trong trường mầm non. Từ bộ sản phẩm này đã thu hút được cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc ủng hộ nguyên vật liệu phế thải đã qua sử dụng để hỗ trợ giáo viên làm nhiều đồ dùng, đồ chơi tự tạo phát triển trí tuệ cho trẻ. Đây là ngôi nhà thả hình đa năng được các cô giáo trường mầm non Bạch Long thiết kế, tận dụng các ống nước cũ, cắt thành nhiều đoạn có góc nối để cho trẻ tự lắp ghép làm khung của ngôi nhà, tường, mái nhà và các ô cửa sổ được làm bằng bìa cắt tông, sau đó quyết keo sữa bồi vải xốp dạ, tạo màu sắc, độ dai bền. Các mảng tường được dùng nhám dính gắn lại với nhau, ghép với nhau thành khung nhà để tạo thành ngôi nhà. Phần mái nhà được cắt tỉa thành các ô vuông, hình chữ nhật, hình tròn và các loại quả tròn, quả dài, to nhỏ để trẻ chơi thả hình. Ngôi nhà thả hình đa năng được đặt trên mâm quay tiện lợi, sử dụng với nhiều mục đích hoạt động phát triển nhận thức, trí tuệ cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau. Với trẻ ở độ tuổi nhà trẻ và 3 tuổi, sử dụng cho trẻ chơi thả hình. Khi trẻ chơi, trẻ sẽ phải quan sát để nhận biết, gọi tên ngôi nhà, các ô cửa, các loại hình cô đã cắt tỉa sẵn để trẻ chơi thả hình như hình vuông, tam giác, chữ nhật, hình tròn và các loại quả tròn, dài. Khi chơi, trẻ sẽ nhặt đồ vật, đồ chơi với các dạng tương ứng với hình để thả được vào nhà. Trò chơi này giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, so sánh, suy đoán về mối liên hệ giữa đồ chơi, đồ vật và các hình khối. Ví dụ, khi trẻ lấy khối vuông thì sẽ chọn một ô hình vuông lật lên để thả khối vuông vào. Khi trẻ chọn quả dài, trẻ sẽ phải lật ô quả dài để thả đồ vật vào hình.
trẻ sẽ lựa chọn các ô hình quả tròn, quả dài để thả vào trong ngôi nhà. Nếu chưa chọn đúng hình thì trẻ có thể loay hoay và thử chọn, điều đó sẽ giúp cho trẻ phân biệt, so sánh và tìm được hình đúng với đồ vật có trên tay. Phần mái có nhiều hình nên mỗi lần sẽ có nhiều trẻ đứng xung quanh ngôi nhà để cùng chơi. Với trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi, cô cho trẻ chơi lắp ghép các ống nhựa lại thành khung ngôi nhà, ghép các mảng tường, mái để tạo thành ngôi nhà, nhằm rèn luyện kỹ năng tư duy, trí thông minh, sáng tạo khi chơi lắp ghép. Ngôi nhà có 2 tầng và các ô cửa bên trong, cô để rất nhiều đồ chơi theo nhiều chủ đề khác nhau để cho trẻ chơi sờ và đoán vật. Các ô cửa được đục lỗ tròn vừa tay của trẻ. Khi trẻ chơi cho tay vào các ô cửa sờ và đoán đồ vật, không nhìn thấy vật. Mục đích cho trẻ sờ đồ vật và cảm nhận đồ vật thông qua xúc giác để tư duy, phán đoán, suy luận, liên tưởng xem đó là đồ vật gì, đồ chơi gì để trẻ phán đoán được tên đồ vật đó. Ví dụ, trẻ sờ thấy vật có 4 chân, trẻ nói cái ghế và lấy đồ dùng đó ra. Có thể cho trẻ chơi theo nhóm, theo cặp để trẻ tự đặt câu hỏi cho bạn khác trả lời. Các nhóm đối tượng, đồ dùng, đồ chơi được thay đổi theo chủ đề khác nhau và nhiều cách chơi khác nhau theo yêu cầu của cô và nhiều trẻ được chơi. Các mảng tường bên ngoài của ngôi nhà là nơi cho trẻ thỏa sức sáng tạo trong hoạt động sắp xếp theo tư duy toán học của trẻ. Dùng các loại gạch thẻ mà cô đã sử dụng nhiều chất liệu như que kem, vải mếch giấy có gắn sẵn gai dính để trẻ gắn xếp theo quy tắc xếp cạnh, xếp nối, xếp xen kẽ theo quy tắc. Ở các mảng tường bốn xung quanh ngôi nhà để tạo thành ngôi nhà ghép gạch thẻ rất đẹp. Điều đó kích thích ở trẻ sự thông minh, sáng tạo, hứng thú với công việc của các bác thợ, các chú công nhân xây dựng. Ngôi nhà này có thể tháo rời thành các mảng tường riêng biệt. Điều đặc biệt là mỗi mảng tường gỡ rời chính là các tấm bảng trò chơi như sa bàn con đường bí ẩn, lắp ghép hình thông minh, bảng chơi xuất sắc để cho trẻ, nhiều trẻ được chơi với nhiều trò chơi và với nhiều hình thức khác nhau. Với trò chơi ghép hình, trẻ chọn các mảng ghép để lắp ghép tạo thành các loại hình, đồ vật ghép như ghép hình chữ thập, hình ngôi sao, hình vuông, hình tròn hay ghép hình kim tự tháp. Đây là trò chơi đòi hỏi trẻ phải tư duy tốt. Trẻ lựa chọn mảng ghép theo các đặc điểm khít với góc cạnh của kim tự tháp để lắp ghép. Trong khi ghép, trẻ loay hoay lựa chọn các mảng ghép nên đã kích thích được tư duy, thao tác, rèn kỹ năng khéo léo của đôi tay để chơi lắp ghép được hình theo yêu cầu. Với sa bàn con đường ngoằn nghèo là một hình thức cho trẻ chơi tìm đường. Tìm đường về chuồng, tìm đường đến thức ăn cho các con vật cũng là các nội dung chơi. Trẻ chơi đòi hỏi phải có trí tưởng tượng và suy luận quan sát tốt thì mới tìm và chọn đúng con đường của các con vật. Mỗi tấm bảng có từ 2 đến 4 trẻ được tham gia chơi. Đến với trò chơi xúc xắc là cuộc chạy thi giữa rùa và thỏ thông qua quân xúc xắc. Trẻ lắc và đổ quân xúc xắc để xác định số ô được đi. Trẻ quan sát mặt ô xúc xắc có số mấy thì trẻ phải nhẩm đếm số ô mà con rùa hoặc thỏ được tiến lên. Trò chơi giúp trẻ luyện số đếm và xác định được vị trí di chuyển của các con vật. Và đây là ngôi nhà bí ẩn. Qua quan sát hoạt động hàng ngày, chúng tôi thấy trẻ vô cùng thích thú với trò chơi trốn tìm. Trẻ rất thích nấp vào đâu đó để các bạn đi tìm và trẻ đi tìm các bạn. Tận dụng những chiếc giá phơi khăn có sẵn trong nhóm lớp, sử dụng làm khung cho ngôi nhà, dùng tấm nhựa mềm cắt tỉa và bồi xúc dạ để tạo thành màu sắc làm tường nhà và mái nhà. Có các ô cửa, cửa ra vào là các hình số học để làm ngôi nhà bí ẩn, được khai thác và đưa vào sử dụng như một thiết bị dạy học để kích thích phát triển trí tò mò, thích khám phá ở trẻ. Ví dụ, trong giờ hoạt động âm nhạc, để rèn khả năng ghi nhớ có chủ đích, rèn khả năng nghe đoán các âm thanh khác nhau, cô cho 3-4 trẻ chơi.
Trẻ cầm trên tay một bộ đồ dùng, dụng cụ tạo ra âm thanh như sắc xô, chống lắc, chống gõ, phát tre. Cho trẻ khác quan sát ghi nhớ tên bạn cầm dụng cụ âm nhạc, đồ chơi gì. Sau đó, cho những trẻ đó lấp vào bên trong ngôi nhà. Cô yêu cầu lần lượt trẻ gõ trống, lắc, sắc xô, những trẻ đứng bên ngoài nghe âm thanh và đoán tên bạn nào đã phát ra âm thanh đó. Cô có thể thay thế theo các chủ đề khác nhau và với những môn học khác nhau. Cô cho trẻ cầm trên tay các loại rau củ quả, cho các bạn khác ghi nhớ trước khi các bạn trốn vào trong ngôi nhà. Trẻ có thể cầm các loại rau củ quả, giơ tay qua cửa sổ, cho trẻ bên ngoài đoán tên. Dưới nhiều hình thức chơi này, trẻ được rèn khả năng ghi nhớ có chủ định, khả năng định hướng trong không gian, các phía trong, phía ngoài của ngôi nhà. Tùy từng tình huống mà trẻ đặt ra với các yêu cầu cho phù hợp nhằm phát triển khả năng tư duy và trí tuệ cho trẻ. Ngôi nhà này có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào mà trẻ thích, ngoài bãi cỏ, ngoài trời hay góc chơi dân gian, rất tiện lợi cho các hoạt động dạy học và vui chơi của trẻ. Các mảng tường chính là những miếng ghép dễ tháo rời khi không sử dụng. Là ngôi nhà, các cô giáo có thể tháo rời toàn bộ các mảng tường và lật bỏ phần mái ngói. Lúc này, ngôi nhà đã hoàn toàn trở thành một quyển sách trí tuệ lớn, mà khung nhà chính là giá đỡ cho các quyển sách. Phần mái chính là những trang sách lớn có thể lật mở dễ dàng. Ở những trang sách này là vô vàn những trò chơi rèn luyện phát triển tư duy, khả năng quan sát tri giác, suy đoán, suy luận, và nhiều trẻ được chơi trò chơi bé vui học chữ cái, chơi trốn tìm, bé thông minh nhanh trí, ai đoán giỏi, trò chơi đu quay hay chung cư của các con vật. Trên mỗi trang sách đều làm các túi, ô, hộp, giỏ, là nơi chứa các dữ liệu, các nội dung chơi mở rộng cho mỗi trang sách. Với trò chơi chung cư của các con vật, khi quan sát bức tranh, trẻ nhận biết trong khu chung cư có những vườn cây ăn quả, vườn hoa. Mỗi con vật sống ở một tầng của chung cư. Cô đặt ra yêu cầu là trẻ hãy giúp bạn chó làm quen với các bạn ở nhà bên trái, bên phải, ở tầng trên, tầng dưới là những ai. Từ việc gọi đúng tên của các con vật, trẻ đã suy luận và phát triển tư duy logic để nâng cao khả năng định hướng và cảm nhận trong không gian. Ngoài ra, còn cho trẻ hái hoặc gắn số lượng quả lên cây theo số lượng yêu cầu, hoặc cho trẻ trồng cây, trồng hoa theo quy tắc, trồng một hoa đỏ, một hoa vàng và một hoa hồng, giúp cho trẻ khả năng ghi nhớ theo quy tắc sắp xếp. Với trò chơi trốn tìm, các loài vật trong rừng đang chơi trò chơi trốn tìm, yêu cầu trẻ quan sát, nhận biết và dựa vào những bộ phận lộ ra bên ngoài, tìm ra các con vật đang trốn bên trong gốc cây, tảng đá, kẽ lá. Khi trẻ đoán đúng thì các con vật đó sẽ xuất hiện. Từ đó, nâng cao khả năng quan sát, phân biệt cho trẻ, và qua trò chơi này kích thích trí tò mò, trí tưởng tượng thích thú cho trẻ. Có thể sử dụng chơi ở nhiều hình thức khác nhau, chủ đề khác nhau. Ngôi nhà tiếp theo là ngôi nhà thông minh do các cô giáo trường mầm non Giao Thịnh thiết kế đặt trên một trục quay. Bốn mặt của ngôi nhà được tạo nên từ 8 mảnh xốp dạ vuông đều nhau, ghép thành một khối vuông lớn, làm thành những mảng tường nhà. Mỗi bức tường là hai mặt úp vào nhau, kết hợp 4 miếng hình tam giác, ghép lại thành một mái nhà hoàn chỉnh. Xung quanh 4 bức tường nhà, các cô giáo sáng tạo trang trí thành những nội dung chơi theo nhiều chủ đề khác nhau, như mặt tường chính được tạo bằng các hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn rời, có kích thước to, nhỏ, dài, ngắn để trẻ nhận biết hình vuông to, nhỏ, màu sắc khác nhau và được tháo ra lắp vào có độ mở cho trẻ dễ dàng thao tác nhằm kích thích sự sáng tạo cho trẻ. Ví dụ, với yêu cầu bộ môn làm quen với toán, cho trẻ nhận biết về hình dạng, kích thước theo yêu cầu của chủ đề, bé hãy nhặt những hình nhỏ nhất màu vàng và hình to vừa màu xanh, hình to nhất màu cam. Ngược lại, cô có thể cho trẻ tháo ra và tư duy lắp ráp
thành cửa sổ như ban đầu của cô, từ đó kích thích tư duy cho trẻ. Mảng tường tiếp theo của ngôi nhà là hình tròn số học được lắp ghép từ những mảng hình rời có màu sắc khác nhau. Với trẻ mẫu giáo, chúng ta có thể áp dụng cho trẻ học nhiều biểu tượng hình học, ghép tương ứng, ghép đôi. Với trẻ nhà trẻ, được nhận biết phân biệt tập nói, phân biệt màu sắc, hình dạng. Đặc biệt tận dụng những chiếc khóa, chúng ta có thể tách một hình tròn thành hai nửa hình tròn tương ứng, và bên trong được dùng làm kho dữ liệu để cất giữ đồ dùng, đồ chơi, có thể lấy cất đi khi chơi. Mảng tường gắn với chủ đề ngày lễ hội trong năm, đây là bức tranh ngày lễ Noel. Với sự khéo léo am hiểu về ngày lễ từ các hình tam giác, các cô giáo ghép thành cây thông Noel. Khi trẻ chơi lắp ghép trang trí cây thông Noel, rèn cho trẻ các quy tắc xếp, xếp chồng, xếp cạnh nhau bằng ba hình tam giác nhỏ nhất, nhỏ vừa, to nhất từ dưới lên trên, khoảng cách đều nhau để tạo thành nhiều cây thông. Và đây là chiếc đồng hồ số được đặt trên một hình tròn trên mảng tường chính của đồng hồ, gắn với các con số biểu thị thời giờ trong ngày. Có chiếc kim chỉ giờ và chỉ phút được gắn cúc có thể xoay đi xoay lại chỉ số giờ. Cô có thể cho trẻ thao tác quay kim chỉ vào các con số biểu thị số giờ theo các buổi trong ngày, nhằm giúp trẻ nhận biết về thời gian và không gian trong ngày, và tương ứng là các hoạt động phù hợp theo thời gian như tập thể dục buổi sáng, giờ ăn, giờ ngủ, hay không phải là chiếc đồng hồ, mà chủ đề dùng con số này ứng với số hình, nhóm đồ dùng, đồ chơi. Khám phá tìm hiểu các phòng sinh hoạt trong ngôi nhà là nơi hiển thị tất cả các loại đồ dùng sinh hoạt trong gia đình được thiết kế, lắp ráp ở các vị trí khác nhau với số lượng, kích thước, hình dạng khác nhau để giúp trẻ khám phá, tìm hiểu. Đến với phòng khách, được bài trí tạo không gian đẹp mắt với bộ bàn ghế sofa, chiếc tivi là phương tiện nghe nhìn và cùng những bức tranh trang trí trên mảng tường phòng khách. Chiếc ghế sofa được làm rời bằng hình chữ nhật, khi tháo ra dễ dàng di chuyển cùng với những chiếc gối xinh xắn có hình dạng to nhỏ, màu sắc hấp dẫn. Mục đích cho trẻ biết đồ dùng to nhỏ, xác định vị trí đồ vật trên dưới, phải trái, bên trong, bên ngoài, để giúp trẻ phát triển trí tuệ, phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ cho trẻ. Màn hình của chiếc tivi thông minh được làm bằng những mảnh phim chụp tẩy trắng, có độ trong để cho trẻ thay đổi, gắn lên đó những bức tranh như những bộ phim, các câu chuyện theo chủ đề khác nhau để trẻ tìm hiểu, khám phá. Phía trên xung quanh mảng tường phòng khách được các cô giáo làm thành những bức tranh về bông hoa, được tạo thành từ những mảng ghép từ que kem để trẻ tư duy và ghép lại thành bông hoa. Trang trí ở vị trí khác nhau, mục đích cho trẻ biết so sánh vị trí, không gian cao thấp. Khi ghép được một bức tranh về bông hoa từ những que kem đã giúp trẻ có tư duy và trí tưởng tượng tốt. Những con vật đáng yêu trong gia đình không thể thiếu được là chú mèo tinh nghịch đặt ở vị trí dưới nền nhà để trẻ xác định vị trí không gian. Đến với phòng ngủ, được thiết kế gồm giường, tủ, đồng hồ báo thức, cửa sổ. Chiếc đồng hồ biểu thị thời gian cho hoạt động, quay kim. Ví dụ, buổi tối lúc 9 giờ bé chuẩn bị đi ngủ, cửa sổ thời gian sẽ tương ứng với bức tranh buổi tối. Và khi trời sáng lúc 6 giờ, bé thức dậy, bức tranh buổi tối được thay bằng bức tranh buổi sáng, có những họa tiết ánh mặt trời bình minh chiếu sáng. Với chiếc tủ là nơi chứa quần áo trang phục theo mùa, khi bé thức dậy mở tủ lấy quần áo theo trang phục theo thời điểm trong ngày, theo mùa. Khi trẻ đi ngủ, trẻ mặc quần áo ngủ. Khi trẻ đi học, trẻ mặc đồng phục đến lớp. Với không gian phòng ngủ của bé, mục đích giúp cho trẻ rèn luyện thói quen, nề nếp, vệ sinh. Trẻ còn nhận thức được biểu tượng thời gian, khí hậu thời tiết theo mùa hè, mùa đông. Với phòng bếp, được thiết kế bởi những vật dụng không thể thiếu như bộ bàn ghế ăn, bếp ga và các dụng cụ chế biến món ăn như son, nồi, bát, thìa. Và chiếc tủ lạnh là nơi chứa nguyên vật liệu nấu ăn, có nhiều thực phẩm như thịt, cá, rau, củ quả.
mục đích giúp trẻ thực hành thao tác các hoạt động. Bé tập làm nội trợ. Khi trẻ thực hành thao tác chế biến nấu ăn, trẻ sử dụng nhận biết các đồ dùng, ăn uống, trẻ gọi tên, biết phân biệt nhóm đồ dùng, nhóm thực phẩm, hình thành cho trẻ khả năng phân nhóm, khái quát hóa các loại đồ dùng đa dạng trong sinh hoạt ở phòng ăn. Đến với phòng tắm của bé, gồm những vật dụng như bồn tắm, máy giặt, giá phơi quần áo. Trẻ được thực hành thao tác cho quần áo vào máy giặt, phơi quần áo lên dây phơi, cất quần áo vào tủ, giúp trẻ nhận biết đồ dùng trang phục và rèn nề nếp thói quen như kỹ năng sống trong sinh hoạt, ngăn nắp, gọn gàng cho trẻ. Ngôi nhà thông minh này còn được sử dụng vào nhiều hoạt động khác cho trẻ khi trải nghiệm, khám phá như các hoạt động góc để nhiều trẻ được chơi. Ngoài ra khi tháo riêng phần mái còn có thể tạo ra thành 3 ngôi nhà liền nhau, phát triển sự sáng tạo của bé. Các mảng tường khi tháo rời còn được sử dụng như một bảng đa năng hay một bảng cho trẻ chơi domino hoặc các trò chơi dân gian, cá ngựa, ô ăn quan. Bộ sản phẩm ngôi nhà bí ẩn đa năng rất tiện lợi, dễ sử dụng ở nhiều môn học, nhiều hoạt động khác nhau với thiết kế sáng tạo, đảm bảo tính chính xác về kiến thức, thẩm mỹ, màu sắc hấp dẫn, bền đẹp, chắc chắn, nhẹ nhàng, dễ di chuyển đến các vị trí chơi phù hợp như sân chơi, bãi cỏ rộng ngoài trời, góc chơi, dân gian, tạo không gian chơi thoải mái, phù hợp mang lại hiệu quả trong hoạt động phát triển khả năng nhận thức, phát triển trí tuệ cho trẻ. Đặc biệt, bộ sản phẩm này đã được nhân rộng cho các trường mầm non trong toàn huyện. Trường mầm non Bạch Long và trường mầm non Giao Thịnh, huyện Giao Thủy xin trân trọng giới thiệu và rất mong được ý kiến đóng góp của các quý vị và đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn.